lại với kênh Siêu Xe Ôm. Và nhiệm vụ ngày hôm nay của Bông đó chính là ăn quỵt. Và cả nhà cùng đi theo Bông xem coi Bông có hoàn thành tốt cái thử thách này hay không, hay là bị đánh dập tơi tả nha. Mời cả nhà cùng đi theo Bông. Ôi em ơi, bên em còn chỗ không, chị ngồi bên phía này được không? Trong nhà thôi. Trong nhà hả? Ở đây mình có gì chị? Cho em một ly chanh dây đi. Em ơi, ồ, áo này có em là bên Đông Nghi phải không? Cũng mê xe hả? Em cho chị hỏi. Ồ vậy hả? Em cho chị hỏi là ở đằng trước em còn có bàn trống không? Em cho chị ngồi đằng trước được không? Trước nó mát hơn cho bạn được quá, con coi. Bên hông hả? Chị ơi, chị cho em ngay phía bên ngoài này, chị em trên mặt này chị còn chỗ nào trống thì cho em xin chỗ. 5 phút thôi. Chị xuống không nha? Cảm ơn em. Em ơi, tính tiền chị chứ. Chị gì đó? Cho lip tông. Lip tông 19 ngàn. Ôi em ơi. Còn em thấy chị có đem bóp vô không? Không, chị quên mang theo cái bóp luôn rồi. Quên nữa. À, em cho chị gọi bạn chị coi có ai ở gần tay không, chị lại đem lại cho ha. Để gửi cho. Thôi em. Thôi anh ơi, kỳ. Đâu gì đâu, cực kỳ. Bình thường em đi xe kia thì em hay bỏ tiền gấp xe. Anh ơi, vậy anh cho em xin xin hỏi anh có làm gần đây không? Em lại em gửi. Đâu gì đâu. Ơi, anh. Đừng nghĩ ra gì cả, tôi bình thường đi. Em cảm ơn anh sao vậy? Rồi, em ơi, tính cả về đây bên này luôn. Nha, không biết. Bạn đi. Đúng rồi. Em cảm ơn anh nhiều. Nhưng mà anh ơi, anh cho em xin số điện thoại để có gì em mang lại trả cho anh. Rồi vậy lần sau em muốn trả anh thì em lại đây hả anh? Em muốn trả anh, em trả cái người khác được, có gì đâu mà. Mình là người Việt Nam cả. Mà giờ anh có hay uống ở đây không? Bình thường em đi xe thì em hay quăng bóp vô cái cốp. Cái này em quên luôn. Tụi anh làm việc ở gần đây hả? Em cảm ơn anh nhiều nha. Anh ơi, nhưng mà em ngại quá. Em cảm ơn anh. À, nhưng mà anh là anh đi anh ghé đại vô quán hay là anh hay uống ở đây? Anh nghĩ rồi, anh ghé đây muốn không sao, trời ơi, không có gì đâu mà lại được. Tại vì em muốn lần sau em lại em gửi lại.
Thôi được rồi, trả rồi. Thế nào quá duyên mà, thế mà em gặp anh ở đây nữa. Thế nào ấy là em mời anh đi thì là có bất tốc em. Không có gì đâu mà. À, nhưng mà anh trả giùm em thì anh phải cho em một cái gì đó để em muốn mời lại. Phụ nữ mà nghĩ nhiều là mau già đấy. Không nghĩ làm gì. Dạ. Anh ơi, em xin phép đi. Ok, em đi trước nha. Em cảm ơn hai anh nhiều. Bye. Cái này là 250 em, hay 350? Dạ 300. Dạ. Anh có hay chạy xe không? Chị anh chạy được mấy dọc này không? Thường con trai hết chạy xe. Dạ. Em cảm ơn hai anh nhiều. Một cái chanh dây sữa đi. Rồi con ơi. Anh ơi, ở đây buổi tối chắc mát, buổi trưa thì nó hơi nóng quá. Ở bên đó mấy nó cũng nóng quá. Không, ở đây được rồi. Ở đây mình bán mạnh chắc buổi tối anh không? Hay là buổi trưa? Buổi sáng hả? Thôi em thấy view này đẹp mà buổi tối thì nó sẽ đông hơn. Hay vậy hả? Nó đừng vậy tại sao không bán thêm trà sữa đi. Là cái này là của chị chủ, còn anh là anh làm chỉ về kêu anh thay kêu pha nước hả? Ở đây mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ anh? Năm à, nó giờ chưa nghỉ hả? Ở đây là mình muốn mặt bằng anh à? Dạ. Với là anh ơi, cho em một cái soda Việt Quốc mang đi đi. À, anh ơi, tính tiền cho em luôn. 42 lên hả? Thôi anh ơi, em mua tao theo tiền rồi. Cái sao mà mua? Chuyển khoản hả? Mà em cũng không biết chuyển khoản. Hay anh cho em gọi gì về bạn em cái ha. Ủa em ơi, ông đang làm gì vậy? Ủa em có gần đây không vậy? Chị đi uống nước của chị quên đi theo bóp mất tiêu rồi. Anh ở đây mình là địa chỉ bao nhiêu anh? 227 Lý Chính Thắng. 227 Lý Chính Thắng rồi em. Quận 3 phải không anh? Đúng rồi em, quận 3 em gần đây không? Rồi ok, thôi để chị điện bạn khác. Rồi cảm ơn em. Ủa anh ơi, anh có gần ở bên anh Phan của công ty không vậy? Em đang ở Lý Chính Thắng nè, mà em muốn nước em quên không theo tiền rồi. Nhưng mà anh ơi, em hỏi rồi, quán triệu 5 giờ đóng cửa mất tiêu rồi, giờ sao vậy? Vậy anh có không gần đây hả? Vậy thôi để em điện lát. Em ơi, anh ơi, ngoài chuyển khoản, cái đó anh có chuyển khoản bằng ngân hàng hay là chuyển khoản bằng gì không đó? Hoặc là anh ơi, anh làm đây tới mấy giờ? Kỳ quá. Khi nào quay lại trả cũng được hả? Nhưng mà anh đâu biết em đâu sao anh cho em thiếu vậy? À, hình như em nhớ rồi. Em còn tiền lẻ bên cấp xe. Bao nhiêu anh? 40 hả? Em ra em coi thử. Anh ơi. Cảm ơn anh nhiều nha. Anh ơi, mà anh đang chỉ làm giùm thôi mà anh không sợ nữa, như em đi rồi em không quay lại đây em trả rồi, lúc đó anh phải bù tiền túi thì anh không sợ. Không, tại vì lúc trước có mấy anh chị khách cũng hay lại thiếu hả? Rồi có bao giờ người ta thiếu, có bao giờ người ta đi luôn không? Cũng có người đi, còn bao nhiêu là người ta quay lại trả. Cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn anh nhiều nha. Em mốt em sẽ ghé đây ủng hộ. Okay. Cảm ơn anh.
em đi hướng ngoài. Em đi qua ngoài này luôn. Cảm ơn anh nhiều nha. Trời, anh dễ thương quá.